Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Đã lâu My không làm video nên hôm nay My quyết định là sẽ quay trở lại để hâm nóng cái kênh của mình. Mặc dù là My đang chấm nút ruồi thì mặt vẫn chưa có lành, thì My nghĩ là chủ yếu là cái lời nói của mình mang lại được những cái năng lượng tốt ha, chia sẻ được những cái điều tích cực đến với các bạn. Mặc dù nhan sắc thì có giới hạn nhưng mà dù sao thì mình cũng có cái tấm lòng, và quan trọng là mình dám để cho mọi người thấy những lúc mà mình xấu xí hay không. Đó, thì My nghĩ như thế cho nên là My quyết định là làm cái video ngày hôm nay để trở lại và cùng đồng hành với các bạn. Thì video hôm nay có tên là Bí quyết để trở thành một người phụ nữ đẹp, tích cực, có giá trị. Tại sao là My dùng cái từ mà đẹp, tích cực, có giá trị các bạn? Thì trước giờ có rất nhiều người họ chia sẻ cái bí quyết để trở thành một người phụ nữ quyến rũ ha, cuốn hút vân vân, nhưng đối với My á thì My nghĩ á, quyến rũ, cuốn hút nó là một cái thần thái, một cái bản chất thật sự của cái nội tâm của cái con người đó, và nó sẽ tự nó lan tỏa ra cho cái người xung quanh mình cảm nhận được là bạn có thu hút hay không, bạn có quyến rũ hay không. Và My không thích dùng cái từ quyến rũ là vì cái từ quyến rũ nó nghe có vẻ là có cái hướng là gợi cảm, nên là My hạn chế không có dùng cái từ đó, mà My dùng cái từ gọi là đẹp, tích cực và có giá trị. Đó thì nó có vẻ là nó đơn giản nhưng mà nó sâu sắc hơn đó. Và My thì đang ở Việt Nam cũng lâu rồi, My mới quay về thành phố vài năm gần đây, thì có rất là nhiều thay đổi ở thành phố của mình. Và My ra đường thì My thấy rất là nhiều bạn trẻ ăn mặc rất là mát mẻ, tươi mát, phóng khoáng đó, phóng khoáng. Và có rất là nhiều nhà hàng, quán bar ha, mọc lên như nấm. Và My cảm thấy là không biết là do là mình đã lớn tuổi hay là mình sống ở Nhật lâu rồi cho nên là mình chưa có quen với cái không khí nhộn nhịp ha, và cái cách mà ăn mặc và giải trí của các bạn trẻ hiện nay. Đó thì My ở thành phố cho nên là My muốn làm một cái video này để chia sẻ cho các bạn cái bí quyết gọi là một người phụ nữ đẹp, tích cực là như thế nào. Tại vì đã đến lúc chúng ta phải định hình lại cái tiêu chuẩn của một người phụ nữ Việt Nam đẹp của năm 2022 trở về sau nó là như thế nào. Đó thì My không dám tự cho mình là những cái bí kíp này của mình là đúng, là chuẩn mực, nhưng đây là cái quan điểm và cái cách nhìn nhận và cái cách chia sẻ của My ha, đối với mọi người. Và mọi người có thể suy nghĩ, suy xét và đưa ra cái nhận xét và xem là cái chia sẻ của My nó có phù hợp với mình hay không. Đó, tại vì My thì sống ở bên Nhật cho nên là My đã quen với cái văn hóa
gọi là tinh tế của người Nhật đó, cho nên là mi về Hồ Chí Minh thì ra đường thấy những bạn trẻ mặc đồ rất là tươi mát luôn, thì mi cảm thấy là mình không quen. Và vì có những cái người mà họ quan niệm và họ thể hiện cái vẻ đẹp của bản thân mình chưa có phù hợp lắm với cái cách nhìn nhận của cộng đồng và người xung quanh họ đó. Thì có người thì họ tự bản thân họ họ nghĩ rằng như thế là đẹp đó, và họ nghĩ là họ theo phong trào, tạo cái hiệu ứng bắt chước, đua đòi theo cái xu hướng tiêu cực, theo cái xu hướng tiêu cực mà họ cho là như vậy là văn minh, là sành điệu đó. Nhưng mà cái bắt chước của họ lại là cái bắt chước nửa vời. Nửa vời có nghĩa là sao? Có nghĩa là nửa nạt nửa mỡ. Cái hay của người ta thì mình không bắt chước, mà cái không có hay của người ta thì mình bắt chước rất là nhanh, rất là lẹ, và mình gọi là mình phóng đại ra, mình đi quá xa đó, gọi là mình bắt chước nhưng mà mình đi quá xa so với cái phiên bản gốc của họ đó. Thì có thể là các bạn trẻ hiện giờ thì nghĩ là ở phương Tây hay là những nước mà văn minh tiến bộ thì họ cũng ăn mặc rất là phóng khoáng ha, sành điệu, nhưng mà xin thưa với các bạn là nó ngược lại. Những đa số những cái nước mà văn minh đó, những cái nước văn minh tiên tiến ha, phát triển mạnh thì họ phóng khoáng về cái cách cư xử đó, cái cách cư xử chứ họ, và cái cách ăn mặc của họ thì có thể mình xem ở trên phim thì mình nghĩ là họ ăn mặc như thế ở ngoài đường, nhưng mà thực chất không phải như vậy. Cái đó là ở trên phim thôi các bạn, chứ ở ngoài đường họ không ăn mặc hở hang như như là mình nghĩ đâu đó. Cho nên là mình mới nói đó là một cái sự bắt chước mà nửa vời, các bạn hiểu biết nhưng mà mình chưa có tìm hiểu đến nơi đến chốn, tìm hiểu đến nơi đến chốn nói về cái văn hóa đó, cái cách ứng xử, rồi cái cách ăn mặc, văn hóa ăn mặc của người ta, cái cách văn hóa làm việc cư xử trong cộng đồng của người ta là mình tìm hiểu, nhưng mà mình chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn đó. Cho nên là mình tự nghĩ là như thế là sành điệu nhưng mà thực chất là không phải đó. Và My luôn tự hào mình là một người phụ nữ Việt Nam. Thì từ ngày xưa mà người người Tây, người Mỹ, người Anh mà họ tại sao họ thích đến Việt Nam và họ thích lấy vợ Việt Nam? Tại vì My nghĩ là người Việt Việt Nam mình đó, là phụ nữ Việt Nam mình có cái nét đẹp mà kín đáo, nhẹ nhàng, tinh tế, rồi bí ẩn. Đó, cái áo dài của chúng ta rất là tinh tế và bí ẩn, vừa kín vừa hở, rồi văn minh nè, rồi người phụ nữ Việt mình là đảm đang nè, chiến tranh thì phụ nữ Việt mình cũng anh dũng chiến đấu, cũng không thua gì nam giới đó. Rồi trong cái việc mà xây dựng gia đình nè, dạy dỗ con cái nè, là một cái hậu phương vững chắc cho người chồng ha, nội nội ngoại nội nội ở bên trong cũng vẹn toàn chu đáo, là ở bên trong nhà cửa đó ha, gia đình thì cũng chăm sóc vun vén chu đáo, rồi ngoại là ở bên ngoài là mình cũng xông pha, mình làm kinh tế đó, mình làm việc để mình kiếm tiền để mình phụ giúp cái tiền tài chính kinh tế cho người chồng của mình đó. Đó là một cái lý do rất là lớn, rất là thiết thực mà người nước ngoài họ muốn lấy người phụ nữ Việt Nam mình làm vợ các bạn ạ. À, đó thì tại sao chúng ta lại không có giữ gìn
cái nét đẹp truyền thống tốt đẹp ấy của người phụ nữ Việt Nam chúng ta, mà chúng ta lại đi bắt chước người phương Tây, mà mình bắt chước nửa vời. Người phương Tây họ đâu có mặc hở hang như thế để họ đi ra đường đâu, và thậm chí người phương Tây họ đi qua bên này họ nhìn mình mặc đồ hở hang như thế họ cũng bị sốc, họ gọi là oh my god, unbelievable đó. Mi đi ở trên đường Bùi Viện, Mi nghe người nước ngoài họ nói cái câu đó các bạn, có nghĩa là có một cái bạn đó chỉ mặc cái áo mà giống như là áo bikini á, một mảnh, rồi mặc cái quần đùi ở dưới, hở trên hở dưới hết, rồi những cái gì mà mình gọi là mình đẹp kín đáo là mình khoe mình phô bày ra hết rồi, mà người khác họ nhìn vào họ không có thấy đẹp mà họ cảm thấy là khó chịu đó. Thì người phương Tây họ lại mình bắt chước người phương Tây, nhưng mà người phương Tây họ quay đi về Việt Nam mình thì họ lại ngạc nhiên, họ nói là người Việt mình ăn mặc như vậy là gọi là sành điệu đó, là họ cười vào mặt mình chứ họ đâu có khen đâu các bạn, mà các bạn lại nghĩ là mình bắt chước như vậy là mình sành điệu, là họ qua là họ sẽ ngạc nhiên, họ sẽ thấy là nước mình văn minh phát triển, rồi phóng khoáng thế này thế kia. Đó là cái cách suy nghĩ mà nông cạn chưa đến nơi đến chốn đó của những cái bạn mà mình không có sâu sắc thôi đó. Và vì thế cho nên là hôm nay á là My muốn chia sẻ cho các bạn, cập nhật cho các bạn những cái bí kíp mới để xây dựng và trở thành một người phụ nữ Việt Nam đẹp, có giá trị, đẹp tích cực của năm 2022 trở về sau, ha. Thì các bạn hãy xem cái những 10 cái bí kíp này của My ha, nó có thực tế thực tiễn đó, nó có thiết thực ha, nó có hợp lý cho cái xã hội hiện nay của chúng ta hay không đó. Và cái cách đầu tiên, cái bí kíp đầu tiên đó là ăn mặc tinh tế, đẳng cấp và có chọn lọc. Tại sao là phải có chọn lọc? Tại vì cái bộ đồ mà bạn mặc ở trên người á, nó sẽ mặc định đồng bộ bị đánh giá bằng với cái đầu của bạn, ha. Mình nhìn cái bộ đồ của người đó mặc, mình có thể đánh giá hoặc là thậm chí là mình có thể đoán được là cái người đó học thức tới đâu, công việc của họ là cái gì đó ha. Và cái đẳng cấp của bạn, cái giá trị con người của bạn được đánh giá qua cái bộ đồ của bạn đang mặc. Thật sự là như thế. Khi mà bạn đi làm hoặc là bạn ký một cái hợp đồng thì cái đối tác của bạn họ cũng nhìn vào cái bộ đồ của bạn để họ xem là họ có tiếp bạn hay không, họ có ký hợp đồng với bạn hay không, họ có làm việc với bạn hay không. Đó, đúng không? Và người mà có đầu óc, trí thức, giàu sang, có địa vị thì không ai vận vào người họ một cái bộ đồ mà áo cúp ngực hay là áo bikini hay là những cái đầm mà hở body mà khoe ba vòng ha, hở mà hở ngực rồi ôm mông mà khoe mông ha, hở trên hở dưới đâu các bạn. Đó, cái xu hướng mới bây giờ mình hãy thay đổi cái xu hướng đi. Cái xu hướng mới bây giờ của chúng ta là cái bộ đồ càng ngắn càng ít vải thì cái giá trị của người đó càng thấp, càng rẻ, càng nghèo nàn đó. Hay nói đúng hơn á, là nói về cái cách mà ứng xử, cái cách đánh giá phẩm chất của một con người đó là qua cái bộ đồ đó của bạn ha. Và cái bộ đồ đó của bạn đó nó sẽ làm ảnh hưởng đối với cái người xung quanh bạn, cái người mà họ giao tiếp với bạn đó, họ thấy phản cảm, họ thấy khó chịu, chứ họ không có cảm thấy là họ yêu quý bạn hay là họ tôn trọng bạn hay là họ khen bạn đâu. Không, không hề có. Và khi mà họ cảm thấy khó chịu như thế, họ cảm thấy phản cảm như thế thì cái giá trị đạo đức của bạn đã bị hạ thấp rồi, đúng không? Đó. Thì mình hãy, tại sao mình lại không bắt chước những cái nước mà tiên tiến như nước Nhật nè. Nước Nhật họ ăn mặc có các bạn, họ rất là kín đáo, tinh tế, nhưng mà thực tế và có chọn lọc.
có chọn lọc lắm. Người Nhật là họ mặc đồ là việc gì là cái bộ đồ đó đó luôn, là chọn cái tiêu chí là càng ít hở càng tốt nè, ít hở da, càng ít hở da càng tốt nè, kín đáo, lịch sự và phù hợp với cái nơi mà họ sẽ đến. Ví dụ nha, ví dụ là khi mà họ đi làm á, thì đa số là nam họ sẽ mặc vest, họ sẽ rất là chỉnh chu, họ mặc vest hoặc là quần tây, áo sơ mi đóng thùng, rồi giày là cũng giày dành cho đồ vest đó. Rồi phụ nữ thì họ sẽ mặc đầm công sở nhưng mà phải qua đầu gối. Họ quan niệm á, là trên đầu gối á, là nó sẽ có cái phần khiêu gợi nên là họ sẽ phải mặc đầm dưới đầu gối đó. Rồi á, họ sẽ chọn quần áo đi chơi á, là quần jean ha, quần jean hay là áo quần jean áo thun hay là áo sơ mi hay là cái áo gì đó mà nó phải qua cái mông. Cho nên là các bạn để ý đi, đồ ở bên Nhật hay là đồ mà họ những cái thương hiệu quần áo mà họ từ những cái nước mà văn minh á, như là Nhật hay là Mỹ vân vân, châu Âu vân vân ha, thường cái vạt áo phía sau của họ luôn dài hơn cái vạt áo trước, để làm sao để nó che được hết cái phần mông, mình không có đưa cái phần mông ra là cảm thấy nó thô bỉ, nó thô bỉ, nó không có tinh tế các bạn. Đó là người Nhật họ tỉ mỉ và cẩn thận ha, trong cái cách mà thiết kế quần áo của họ đến như thế luôn. Và ví dụ như là họ đi hẹn hò đi thì họ sẽ chọn những cái đầm dài mà tinh tế, mà không có phải là những cái đầm ôm body rồi khoe ba vòng vân vân, và họ chọn những cái màu trầm ấm ha, chứ không phải là những cái màu mà nổi bật chói chang để làm cho người khác chú ý vào họ đó. Họ tinh tế như thế và họ sẽ trang điểm rất là nhẹ nhàng gọn gàng ha, bới tóc gọn gàng chỉnh chu, và thậm chí đôi giày của họ cũng như thế, họ cũng chia ra giày mùa đông, giày mùa hè đó, giày mùa thu, rồi giày mưa ha, rồi giày đi làm, giày đi chơi, rồi thậm chí á, là họ ít có mặc quần đùi, tại vì quần đùi á, là dành cho giống như là vợ chồng mà thân thiết với nhau hay là họ ở trong gia đình á, họ ở trong nhà thì họ mặc quần đùi cho mát, nhưng mà họ cũng ít có cởi trần lắm. Cởi trần thì sẽ bị xem là giống như là không có lịch sự, cho nên là đàn ông Nhật á, họ rất là ít cởi trần, trừ khi là họ ở trong phòng của vợ chồng á, thì họ có thể cởi trần, họ mặc quần đùi đó. Còn ví dụ mà là bạn gái hay là người người khách mà bạn bè thân đi chăng nữa, họ cũng không bao giờ cởi trần hay là họ mặc quần đùi, họ rất là hạn chế mặc quần đùi luôn các bạn, trừ khi là có những nóng quá, mùa hè mà nóng quá luôn á, là 39 40 độ á, thì có thể họ đi ra ngoài thì đàn ông thì họ sẽ mặc quần đùi, còn phụ nữ á, thì ít có ai mà mặc váy ngắn mà trên đầu gối. Đa số ở nước Nhật mà những người mà mặc váy ngắn trên đầu gối á, là đa số là người nước ngoài là nhiều đó. Người nước ngoài mình là phóng khoáng hơn, thì mình qua bên nước ngoài mình sống nhưng mà mình vẫn quen với cái văn hóa từ nhỏ của mình, là mình hay mặc đồ ngắn đó, hoặc là mặc đồ hơi hở hang, là hở cái phần phần cổ này hơi nhiều đó. Và mi mi khi mà mi quay YouTube này á, thì vì ở nhà cho nên là mi cũng mặc những cái đầm mà nó hơi hơi thoáng ở cái phần cổ, nhưng mà thực chất là thật sự nếu mà đi ra đường thì mi cũng không mặc như thế đâu. Nó cảm thấy là mình mặc như thế người khác, người ta nhìn vào mình đó, người ta sẽ kỳ thị đó, người ta cho là mình ăn mặc không tế nhị, không lịch sự đó. Người Nhật họ rất là tinh tế, họ rất là tỉ mỉ và cẩn thận trong cái văn hóa ứng xử của họ và cái cách mặc đồ của họ, cái cách nói chuyện của họ cũng như thế các bạn đó. Thì tại sao những cái hay cái tốt như thế mình không học đó, mà mình lại đua đòi mình học rồi mình tự phát triển thêm, mình tự chế thêm, mà mình chế quá lố ha, mình đi quá xa đó. Thì các bạn nên nên khuyên ha, ở nhà mà mình có bạn bè hay là mình có con cháu mình gì đó, là mình nên khuyên ha, những người đó, góp ý với họ nhẹ nhàng
ha, đừng để họ giận, tại vì họ giận rồi họ ghét thì họ sẽ làm, họ sẽ mặt hở hơn nữa, hở bạo hơn nữa đó. Nên là mình khuyên làm sao mà mình tinh tế, mình nhẹ nhàng ha, mình tặng cái gì trước cho họ, mình lấy lòng họ trước, mình nịnh họ trước đi. À em mặc rất là đẹp luôn, dáng em rất là đẹp, nhưng mà chị nghĩ là em nên mặc cái theo hướng mà thanh lịch, thanh lịch ha, nửa kính nửa hở thì nó sẽ quyến rũ, nó sẽ đẹp hơn nữa đó. Mình nói nhẹ nhàng như thế đó. Và cái bí kíp thứ hai của mình á, là cái cách cư xử của bạn với người xung quanh bạn có được họ yêu quý tôn trọng không đó, họ yêu quý bạn, họ tôn trọng bạn hay không, chứ không phải là hoàn toàn đặt nặng vào cái việc là cái giá trị con người bạn được đánh giá qua cái bằng cấp của bạn đã đạt được hay không đó, cái trình độ học thức của bạn, cái bằng cấp của bạn, bạn có bao nhiêu bằng thạc sĩ, có bằng tiến sĩ, có bao nhiêu bằng đại học, có bao nhiêu chuyên ngành, không đánh giá cái con người của bạn qua cái bằng cấp. Tất nhiên về cái thực tế của xã hội thì cái bằng cấp là cái việc cần và đủ cho một con người đánh giá cái giá trị năng lực làm việc đó và cái giá trị trí tuệ của một con người. Cái đó là cái căn bản rồi. Nhưng bạn là người có bằng cấp ha, bạn là người học thức cao, nhưng mà cái cách cư xử của bạn nó có xứng tầm với cái bằng cấp của bạn hay chưa đó, mình phải xem lại cái vấn đề đó nữa các bạn. Tại vì sao? Tại vì có những người mà họ học cao á, họ cư xử rất là tệ, thua với một người mà học thấp nữa, học thấp ha, là họ thích nè khoe khoang nè, kiêu mạn kiêu ngạo nè, tự cho mình là giỏi nè đó, rồi hay thị phi hay đâm thọc đó, hoặc là mình hưởng thụ, mình sống hưởng thụ bản thân mình ha, mình biết cho bản thân mình gom cho gia đình mình thôi ha, mình không giúp đỡ được ai, mình không có mở rộng tay để mình chia sẻ hay là mình giúp được cho ai một cái lời hay ý đẹp hay là một cái món vật chất thực tế nào đó, thì cái giá trị bằng cấp của bạn nó đâu có giá trị gì đâu, không hề có giá trị. À người ta nhìn bạn, người ta nói ừ con đó nó học cao nhưng mà nó vô duyên đó, nó vô duyên, nó không biết cách cư xử, thì cái con người của bạn cũng hoàn toàn không có giá trị. Cái bằng cấp nó không có níu kéo được cái giá trị con người bạn, nó không làm nên cái thương hiệu ha, cái thương hiệu đó, cái phẩm chất đạo đức, cái giá trị thật sự của con người bạn không có được đánh giá chính xác ha qua cái bằng cấp đó. Và cái bí kíp thứ ba của chúng ta là cái phước của bạn được bao nhiêu đó, cái phước của bạn được bao nhiêu, chứ không phải là bạn có bao nhiêu tiền, bạn có bao nhiêu tiền bạn làm được ra bao nhiêu tiền hàng tháng đó, bạn có được bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu miếng đất đó không. Rồi cái phước của bạn á, là được đánh giá qua những cái việc là bạn làm được những cái việc tốt gì, những cái việc có ích gì cho người thân của bạn, cho người xung quanh bạn, cho cái xã hội này đó, cho những cái người mà nghèo khổ khó khăn vất vả mà xã hội phải cưu mang đó, cho cái cộng đồng xung quanh các bạn đó, là những cái việc mà từ thiện nè đó, và từ thiện và bạn giúp đó nó có đúng người nè, đúng chỗ, đúng việc và đúng lúc hay không nữa đó. Đó, chúng ta hãy suy nghiệm lại những cái việc này rất là thực tế. Các bạn nghĩ là cái việc mà làm phước, mi cứ nói đi nói lại, tại sao cứ mi cứ lặp đi lặp lại là cái phước, bạn phải làm phước, bạn phải sống tốt, bạn phải làm những cái việc có ích đó. Tại vì thực chất khi mà chúng ta sống tốt như thế, chúng ta làm phước như thế, thì cái giá trị nhân phẩm, cái giá trị đạo đức của con người của chúng ta nó cũng được nâng lên rất nhiều, và người khác họ sẽ cảm nhận được, họ sẽ cảm nhận được là bạn có cái sự gần gũi, cái sự thân thiện, cái lòng vị tha bao dung của bạn nó lan tỏa ra, nó truyền cảm hứng cho người khác đó, chứ không phải là bạn có bao nhiêu tiền, bạn có bao nhiêu miếng đất, bạn có bao nhiêu chiếc xe ha. Đây là một cái việc rất là thực tế. Và cái điều số 4 là cái giá trị phẩm chất đạo đức của bạn trong mắt người xung quanh bạn đó, cái vẻ đẹp nội tâm của bạn nè, vẻ đẹp trí tuệ của bạn nè, bạn đó, cái vẻ đẹp nội tâm, vẻ đẹp trí tuệ của bạn được bao nhiêu ha, bao nhiêu phần trăm.
trong mắt của người xung quanh bạn đó, chứ không phải là cái body của bạn là bao vòng đều đầy đủ ha, rồi khoe khoe bao vòng đó, rồi hay là nam thì body 6 múi đó, hay là nữ là da là trắng sứ nè, rồi quần áo là phải theo hot trend đó, rồi hở hang đó, rồi cho là sành điệu đó, rồi mặt á, thì đi thẩm mỹ sửa gần hết rồi mà cho là tôi đẹp đó, tôi đẹp hơn, rồi nói chuyện á, thì vô duyên nè, vô cảm nè đó, nói chuyện vô duyên vô cảm đó, mà cho là mình hay mình giỏi đó, mình có máu mặt, mình là anh là chị, đàn anh đàn chị đó, mình nói chuyện như vậy là mình sành điệu sành đời đó. Thì chúng ta hãy coi lại cái cách cư xử của chúng ta ha, cái giá trị văn hóa và ứng xử và cái đạo đức ha, cái phẩm chất nội tâm của các bạn là được bao nhiêu điểm trong mắt người xung quanh bạn. Thực tế thì các bạn vẫn phải rèn luyện cái cơ thể của mình đó, đó cơ thể của mình là mình vẫn phải tập thể dục đó, săn chắc, nhưng mà mình không cần khoe, mình hãy để cho người khác ngạc nhiên ha, mình hãy để cho người khác ngạc nhiên là cái con nhỏ đó, cái người đó đó, thực ra là vóc dáng người ta là chuẩn 6 múi nè đó, xin lỗi, cái bạn nữ đó là vóc dáng người ta là chuẩn 3 vòng, hay là cái bạn nam đó vóc dáng người ta là chuẩn 6 múi đó, mà người ta không khoe thôi đó, cái mà mình có nhưng mà mình không khoe mà người khác biết được, người ta lại càng gọi là ngưỡng mộ mình hơn đó, lại càng thấy là mình cái giá trị nội tâm của mình, cái giá trị nội dung của mình nó được nâng cao hơn là so với các bạn khoe nhan nhản trước mặt người ta đó, người ta thấy phản cảm chứ người ta không hề cảm thấy là ngưỡng mộ bạn đâu đó. Và cái điều thứ năm, cái bí kíp thứ năm là bạn là người không lặp lại cùng một lỗi lầm đó, bạn là người không lặp lại cùng một lỗi lầm và hạn chế tối đa phạm lỗi đó. Bạn có phải là cái giá trị của bạn đó, một cái người mà đẹp tích cực, là chúng ta nên hướng về những cái giá trị nội dung nhiều hơn. Khi mà mình xây dựng cái âm của mình, cái phần âm của mình, cái nội tâm của mình, cái nội dung của mình nó nhiều hơn so với cái vẻ bên ngoài của mình đó, mình củng cố cái nội tâm, nội dung, cái phần âm, cái phần mà không ai thấy đó, không ai thấy, không được phơi bày, mà mình vững mình nhiều, thì tự nhiên cái thần thái ở bên ngoài của mình nó phải toát ra thôi, tại vì nó quá nhiều thì nó phải tràn ra bên ngoài, thì người khác sẽ tự động cảm nhận được bạn, mặc dù là bạn không đẹp lộng lẫy nhưng mà người khác nhìn vào bạn họ phải ngắm nhìn đó, họ phải ngắm nhìn và họ phải có cái sự ngưỡng mộ là người này họ đẹp, nhưng mà họ đẹp mà họ không có tự cao, họ không khoe khoang đó. Và khi mà bạn biết là nhìn nhận và tìm lỗi của bạn ha, và sửa lỗi nè, vượt lên lỗi lầm của bạn để thay đổi và sống tích cực hơn, tốt hơn ngày hôm qua như vậy đó, thì bạn đã chinh phục được bản thân mình đó, bạn đã chiến thắng được bản thân mình đó. Và không phải là các bạn vinh vào cái câu ha, các bạn biện minh vào cái câu là thất bại là mẹ thành công, không, cái đó chỉ là cái lời nói biện minh của các bạn thôi đó, thực tế là đâu có ai muốn mình thất bại đâu, đâu đúng không đó, các bạn làm cái việc gì các bạn cũng muốn là các bạn sẽ thành công ngay từ đầu đó, thì để cho các bạn làm việc gì mà các bạn cũng sẽ thành công ngay từ đầu thì buộc các bạn phải có cái nội dung bên trong, mình phải chuẩn bị những cái việc để làm một những cái nền tảng căn bản nhất để cho cái sự thành công tương lai của các bạn đó. Đó, đây là một trong những điều rất là quan trọng, là chúng ta không bao giờ lặp lại cùng một lỗi lầm. Cái việc này nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó, rất là ít người có thể thực hiện được cái điều này đó. Và cái điều số 6 là bạn có thực hành thiền hay không đó, bạn có thực hành thiền định hay không, bạn có thực hành thiền đúng cách, đúng phương pháp của Đức Phật dạy hay không
Đó, bạn có tìm được một cái vị chân sư, một cái chùa, một cái nơi để mà dạy thiền đúng cách đó, để mà bạn thực hành đó, để bạn thanh lọc nội tâm của bạn, để bạn mở mang cái trí tuệ ha, cái trí tuệ, cái nội tâm, cái tâm hồn của bạn đó ở bên trong hay không, củng cố lại cái nội tâm của bạn hay không. Vì sao? Vì thiền là tương lai của nhân loại, thiền là tương lai của nhân loại. Sư phụ của My lúc nào cũng nói là phải tu thiền, tại vì thiền sẽ là tương lai của nhân loại. Hiện giờ thì cái trí tuệ nhân tạo nó đang dần dần thống trị con người của chúng ta đó. Và bây giờ có những nơi họ chế tạo ra robot rất là thông minh để làm việc thay cho con người đó, nó có thể kiểm soát được và nó có cái sự tính toán được, nó biết là bạn, nó biết, nó có cái sự tính toán trong cái bộ bộ điều khiển của nó, để nó biết và nó phán đoán được, để nó có thể điều khiển được con người của chúng ta trong tương lai các bạn. Đây là những cái kế hoạch mà thống trị thế giới ha, bí mật của những cái nhà chính trị ha, mà họ có tham vọng và họ đang thực hiện những cái kế hoạch này. Và chúng ta coi những cái bộ phim mà khoa học viễn tưởng, chúng ta nghĩ nó là cái bộ phim khoa học viễn tưởng thôi, đó là những cái mơ ước của con người ha, của cái đạo diễn, để mà mơ là một ngày nhân loại sẽ được như như vậy. Nhưng mà thực chất là những cái bộ phim đó nó đang phản ánh cho cái cuộc mà chạy đua thống trị thế giới ha, của những cái nước mà có tham vọng, có những tham vọng. Đó là những cái bộ phim mà đang phản ánh cái thực tế ha. Đó, cho nên là, nhưng mà cái việc mà trí tuệ nhân tạo á, nó sẽ không thể kiểm soát và nó không thể thống trị được những cái người mà có thực hành thiền định các bạn ạ. À, đó, tại vì sao? Tại vì thiền nó là thuộc về tâm linh rồi đó, thuộc về tâm linh, là không ai có thể điều khiển được ha, cái nội tâm, cái tâm linh và cái trí tuệ của các bạn từ bên trong đó, trừ Phật và luật nhân quả thôi đó. Và cái giá trị con người sẽ được đánh giá bằng cái phương pháp thiền định, bằng cái phương pháp thiền định đó. Thì nếu mà chúng ta là những người khôn, chúng ta là những người mà trí tuệ ha, biết nhìn nhận và đi trước thời đại, thì bây giờ các bạn hãy tìm những cái nơi mà dạy thiền đúng phương pháp nha các bạn. Tại vì mình tu thiền mà mình tu sai phương pháp thì mình rất là dễ bị điên luôn, bị kiêu mạn, bị điên, và từ từ sẽ có những cái chứng bệnh do thiền ha nó tạo ra và rất là khó chữa, thậm chí là không thể chữa luôn. Nếu mà bị điên rồi là không thể chữa sai phương pháp, cho nên mình hãy tìm những cái nơi mà tu thiền đúng phương pháp mà mình theo, mình rèn luyện hay mình thực hành từ bây giờ ha, không là không còn kịp nữa. Và cái thứ bảy là các bạn nói được làm được, nói được làm được đó, nói được làm được, đã hứa là phải làm, đã hứa là phải làm, cho nên là mình phải cân nhắc cái lời hứa của mình, cái lời nói của mình thật là kỹ trước khi mình nói, trước khi mình hứa đó, lời nói đẹp đó. Và bên cạnh đó mình cũng hãy thường xuyên ha, buộc phải nói những cái lời đẹp, tạo cái sự đoàn kết yêu thương, xóa tan những cái hiềm khích xung đột, và là một cái nguồn từ trường tích cực, lan tỏa cái năng lượng tích cực, yêu thương, cái niềm vui, cái sự tin cậy, tin tưởng đó, chỗ dựa tinh thần cho cái người xung quanh bạn đó. Cái lời nói rất là quan trọng, cái lời nói mà khi bạn phát ra rồi bạn không thể lấy lại được đó, bạn không thể lấy lại được. Và cái lời nói đó nó chính là cái thước đo đánh giá cái giá trị đạo đức nhân phẩm của con người bạn đó. Họ đánh giá bạn, họ đánh giá con người bạn qua cái lời nói của bạn đó. Thì cái lời nói của bạn đó cũng chính là một trong những cái giá trị, cái thần thái, cái uy tín của bạn, cái thương hiệu của con người bạn đó. Và cái số 8 là bạn là người có sức khỏe cả về nội dung và hình thức hay chưa đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thân thể bạn nè có khỏe mạnh, có năng động,
ha, bạn có tập thể dục hay không, bạn có rèn luyện sức khỏe hay không đó, bạn có rèn luyện cái sức bền bỉ, cái sức chịu đựng đó của thân thể bạn hay không. Tại vì mi thường xuyên nói á, là chúng ta tập thể dục ha, tập gym đó, mình tập để mà mình rèn luyện cái thân thể của mình. Khi mà mình hoạt động tay chân ha, hoạt động cái cơ thể của mình thì nó cũng quay trở lại, nó củng cố cho cái trí não của mình ha, nó được giảm stress nè, nó xả stress nè, và nó cũng giúp cho mình có cái sự lanh lợi, cái sự mà nhanh nhạy trong cái cách xử lý, của cái công việc hàng ngày của chúng ta, thật sự là như thế đó. Mình phải thực tế, mình vừa rèn luyện ở bên trong của mình, đó là tinh thần mình mạnh đó, đó là cái nội dung của mình ha, là mình rèn luyện tinh thần mình mạnh bằng cái cách là mình ngồi thiền đó, mình ngồi thiền, mình làm phước vân vân đó, để cho mình không có bị stress nè, không bị trầm cảm nè, không bị mất ngủ, lo lắng đó, bất an đó, rồi hay là mình sân si, mình khó chịu mà mình cứ giữ trong lòng ha, mình khó chịu người này người kia, người này người kia không tốt với mình, hay là mình quạo, mình không vừa ý cái gì trong cái cuộc sống, trong cái công việc của mình cứ giữ trong lòng của mình đó, mà mình không giải tỏa ra, mình cứ giữ giữ trong lòng, thì từ từ cái người của mình nó sẽ cảm thấy là nó khó chịu, mình khó chịu ha, mình khó chịu với người này người kia đó, giống như là mình giận cá chém thớt vậy đó đó, mình không có đối diện với cái người mà họ tạo cho mình cái sự khó chịu đó, mình không có giải quyết triệt để với cái người đó, mà mình đi trút stress ha, mình đi giục rác cho cái người khác ha, có cho những cái người sau mà bạn gặp, thì như vậy là không được đó. Cho nên là chúng ta phải có sức khỏe, lẫn có sức khỏe cả nội dung và hình thức đó, là cơ thể mình phía ngoài là mình phải khỏe mạnh nè đó, mình có cái sức bền bỉ, mình có cái sự tập luyện ha, thể dục thể thao, tập gym hay là học võ đó, học khí công, luyện khí công vân vân, đó là thực tế. Và ở bên trong của mình đó, cái sức khỏe bên trong của mình là cái sức mạnh tinh thần của mình, là mình phải ngồi thiền đó, mình phải cầu nguyện, mình phải sám hối đó. Và cái điều số 9, là mỗi ngày hay là mỗi năm bạn đã làm được những cái việc tốt có ích gì cho người xung quanh bạn ha, cho người thân của bạn, bạn mang được cái niềm vui gì, cái điều hạnh phúc gì ha cho cái người xung quanh bạn đó, bạn mang lại cái cuộc sống ổn định cho gia đình bạn hay chưa, cho người xung quanh bạn hay chưa đó. Không phải là mình sinh ra là mình chỉ để lo cho bản thân mình đó, mà mình khi mà cuộc sống của mình ổn định rồi, gia đình của mình ổn định rồi, thì mình hãy quay lại, mình nhìn lại là mình đã làm gì cho những người xung quanh chưa. Mình sống trên đời là xã hội cũng phải nuôi mình mà, từ những cái việc nhỏ, giống như các bạn đi chợ đó, thì các bạn mua một cọng hành, một bó rau, thì cũng phải là sự đóng góp của rất là nhiều người, cái người trồng rau, rồi cái người mua rau, người ta vận chuyển lên tới chợ để mà bạn mua cái bó rau đó bạn ăn đó, rồi họ phải đóng thuế cho nhà nước, rồi nhà nước phải xây cầu xây đường đó, rồi phải mua xe để chở, để vận chuyển đó, bao nhiêu cái sự đóng góp của bao nhiêu người mới làm ra được cái xã hội này đó. Cho nên là chúng ta không phải chỉ sống cho bản thân chúng ta, mà chúng ta được sống ở trên đời này, chúng ta có ảnh hưởng và liên quan dây chuyền rất là nhiều mối quan hệ đó. Cho nên là chúng ta đã ổn định cho mình, cho người thân của mình rồi, thì hãy nghĩ đến cái việc mà mình làm được cái điều gì ha, để giảm bớt cái gánh nặng cho xã hội này, làm những cái việc thiện nguyện đó, chứ không phải là bạn sắm được bao nhiêu cái nhà, bạn tậu được bao nhiêu cái túi xách hàng hiệu ha, hay là bạn mặc một cái bộ đồ hiệu, hôm nay bạn mặc hiệu này, ngày mai bạn mặc hiệu kia, hay là bạn sắm được bao nhiêu đôi giày hàng hiệu ha, hàng limit đó, hàng hiếm để bạn trưng bày, bạn khoe là tôi sắm được cái hàng hiếm là biết cái độ chịu chơi của tôi, là biết cái túi tiền của tôi là bao nhiêu tiền không. Cái túi tiền của bạn nó không đánh giá được, nó không có giá trị, nó không có giá trị mà cả về hình thức lẫn nội dung bằng so với những cái việc làm mà thực tế là các bạn có những cái đóng góp ha, tích cực
cho cái xã hội này. Đó, đó chính là cái giá trị của con người bạn sống trong cái xã hội này. Và cái điều thứ 10 là cái kế hoạch sử dụng tiền của bạn có đúng hay không? Đó, có đúng hay không? Có giúp cho bạn càng ngày càng có được nhiều tiền, tăng thu nhập, và cái cách mà sử dụng tiền của bạn có mang lại lợi ích cho nhiều người hay không? Đó, và cái cách kiếm tiền của bạn nó cũng là cái giá trị của con người bạn. Đó, tại sao Mi nói như thế? Tại vì có những người kiếm được tiền nhưng không biết cách xài tiền, không biết cách xài tiền. Đó, mình chỉ xài cho bản thân mình thôi. Xong rồi á, mình lo cho gia đình mình, đó, rồi mình để dành. Đó, mình để dành, nhưng mà cái đồng tiền khi mà nó để dành á thì nó sẽ trở nên là cái tội các bạn. Có những người họ tiền họ tích cóp, họ giữ càng nhiều ha, nhưng mà họ không biết làm phước, thì một ngày nào đó khi mà hết phước rồi thì bạn đổ một cái căn bệnh mà nguy hiểm, hay là bệnh ung thư, hay là mình bị tai nạn, thì mình lấy cái tiền đó ra mình xài mà nhiều khi nó không đủ, tại vì tiền càng ngày nó càng lạm phát mà. Đó, rồi cái cách kiếm tiền của các bạn thể hiện cái giá trị con người bạn là sao? Có những người á là mình khoe là mình giàu, à, mình có nhiều nhà nhiều đất đó, nhưng mà cái đồng tiền của mình có được á là do mình quen đại gia ha, hay mình làm những cái công việc không chân chính đó. Thì khi mà bạn nói là bạn có nhiều đất, bạn có nhiều nhà đó, tôi có tiền, nhưng mà người ta sẽ nhìn vào, người ta nói à, cái người đó là nó có tiền là nhờ là nó quen người này người kia nó mới có tiền đó. Đó, người ta đâu có đánh giá cao cái giá trị con người bạn đâu. Người ta nghĩ là bạn nhờ cái người này người kia bạn mới có được cái cuộc sống như vậy, bạn không xứng đáng với cái số tiền mà bạn có. Cái giá trị con người bạn nó không có xứng đáng với cái giá trị tiền ha, giá trị vật chất mà bạn có. Đó, người ta cảm thấy là người ta đâu có ngưỡng mộ mình đâu. Đó, và người ta cũng thường á là Mi hay nói là người ta không quan tâm đến cái quá trình mà bạn làm ha, cái quá trình mà bạn làm, mà họ chỉ quan tâm tới cái kết quả của bạn thôi. Nhưng mà khi mà bạn có được cái kết quả đó, họ lại đánh giá lại cả một cái quá trình mà bạn đạt được cái kết quả đó. Đó, họ sẽ tìm hiểu lại ha, họ sẽ lục lại ha cái quá khứ của bạn. Đó là làm sao bạn có được cái kết quả đó, làm sao bạn giàu được. Đó, bạn giàu được là cái lý do gì? Đó, thường là cái tâm lý con người họ như vậy. Đó, cho nên là mình hãy là một người đẹp, giá trị, tích cực ha, bằng cách là mình kiếm tiền chân chính. Đó, mình tiền ít nhưng mà mình cái giá trị con người mình á, mình không hổ thẹn với lương tâm mình ha, và người xung quanh mình. Khi mà mình nghèo nhưng mà mình biết vươn lên đó, thì những người xung quanh mình sẽ nhìn vào cái sự phấn đấu đó của mình, và nhìn vào cái giá trị đạo đức của mình, và họ sẽ ủng hộ mình. Họ sẽ luôn ở trong tâm của họ, họ muốn là cái người này họ tốt nè, họ đạo đức nè, họ có cái sự phấn đấu quá nhiều đi thì họ xứng đáng được giàu. Đó, khi mà mọi người xung quanh bạn đều muốn bạn giàu thì buộc bạn phải giàu, buộc bạn phải giàu. Đó, đó là mình giàu từ cái phước, cái đức của mình đó các bạn. Đó, và khi mà chúng ta có cái kế hoạch sử dụng tiền đúng ha, chính xác, đó, sử dụng tiền đúng, chính xác, đúng cách, là chúng ta cái đồng tiền chúng ta sử dụng là nó mang lại lợi ích được cho nhiều người, chứ không phải là chúng ta sử dụng chúng ta chỉ cho bản thân chúng ta được sung sướng hưởng thụ, gia đình chúng ta được sung sướng hưởng thụ, có tiền xong rồi mình đi du lịch đó, mình check in chỗ này chỗ kia đó. Nhưng mà khi mà mình đi ra đường mình thấy một cái người nghèo khổ ha, hay là một cái người mà họ bị tai nạn hay gì, họ té xuống mà không ai đỡ, không ai cứu giúp, mà mình cứ làm ngơ, mình đi, mình vô cảm mình đi, thì cái đồng tiền đó của bạn nó làm cho cái con người của bạn nó trở nên không có giá trị, không có giá trị ha. Và mình sử dụng tiền đúng cách, đúng phương pháp thì nó cũng giúp cho các bạn, cái giàu của các bạn nó sẽ càng ngày nó sẽ càng bền bền vững hơn ha, bền vững hơn. Đó, chứ mình không bị mình giàu một thời gian xong rồi mình lại rớt lại đó, rồi mình lại từ cái con số không mình bò 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 tiếp ha, để mình quay trở lại, mình đi lên lại. Nhưng mà
nó không dễ các bạn, nó không dễ đó. Cho nên là cái cách sử dụng tiền của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta ha có được cái sự giàu sang ha bền vững, hay là trong một ha giai đoạn nào đó đó, thì mình hãy cân nhắc ha. Và khi mà bạn kiếm tiền đi, bạn giàu đi đó, nhưng mà bạn không có biết cách sử dụng tiền, bạn không biết cách chi tiêu, thì cái người đàn ông họ cũng sợ lấy bạn nữa, họ sợ lấy bạn, tại vì họ lấy bạn về thì cái tiền của họ là bạn sẽ chi tiêu ở trong đó đúng không, mà bạn xài xài phung phí, bạn chi tiêu không đúng thì hết tiền của họ thôi. Bạn không biết cách để mà bạn phát triển, để bạn làm tăng thu nhập ha, tăng thu nhập lên thì họ lấy bạn về họ rất là sợ đó. Cho nên là mình hãy là cái người phụ nữ mà đẹp, tích cực và có giá trị. Mà hầu như là cái để mà chúng ta có giá trị thì hầu như là chúng ta phải củng cố lại cái nội dung ha, cái nội tâm ở bên trong của chúng ta nhiều hơn là cái hình thức. Và cái hình thức thì chúng ta hãy ăn mặc chỉnh chu, kín đáo ha, tinh tế, lịch thiệp đó, và để cho người xung quanh mình ha, cái người đối diện với mình họ nhìn vào và họ bắt chước mình là người này họ ăn mặc tinh tế ha, họ ăn mặc rất là lịch thiệp đó, họ mặc đẹp đó, chứ không phải là phản cảm ha, làm khó chịu người xung quanh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.